Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 28. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng: Các ngươi phải lo dâng cho ta trong kỳ định lễ vật và thực vật của ta, cùng các của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho ta. Vậy, ngươi phải nói cùng dân Israel rằng: Này là của lễ dùng lửa đốt mà các ngươi sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày, hai con chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, làm của lễ thiêu hằng hiến. Ngươi phải dâng con này vào buổi sớm mai và con kia vào buổi chiều tối. Còn về của lễ chay thì phải dâng 1/10 epha bột lọc nhồi với 1/4 hin dầu olive ép. Ấy là của lễ thiêu hằng hiến đã lập tại núi Sinai, là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng 1/4 hin rượu cho mỗi một chiên con. Ngươi phải dâng lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va trong nơi thánh. Ngươi phải dâng chiên con kia vào buổi chiều tối và làm một của lễ chay và một lễ quán như buổi sớm mai. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày Sa-bát, ngươi phải dâng hai chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, và 2/10 epha bột lọc nhồi dầu làm của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ấy là của lễ thiêu về mỗi ngày Sa-bát, ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. Mỗi đầu tháng, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, làm của lễ thiêu. 3/10 epha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con bò đực. 2/10 epha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về con chiên đực. 1/10 epha bột lọc nhồi dầu dùng làm của lễ chay về mỗi con chiên con. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Lễ quán sẽ bằng phân nửa hin rượu nho về mỗi con bò đực, 1/3 hin về con chiên đực, 1/4 hin về mỗi con chiên con. Ấy là của lễ thiêu về các đầu tháng trong năm. Ngoại trừ của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo, cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ngày 14 tháng Giêng phải giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày 15 sẽ là ngày lễ, phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va hai con bò đực tơ và 7 chiên con đực giáp năm đều không tỳ vít làm của lễ thiêu. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu. Các ngươi phải dâng 3/10 epha về một con bò đực, 2/10 epha về con chiên đực và 1/10 epha về mỗi chiên con. Luôn một con dê đực làm của lễ chuộc tội, đặng làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng các lễ vật này ngoài của lễ thiêu buổi sớm mai, là một của lễ thiêu hằng hiến. Mỗi bữa trong 7 ngày, các ngươi phải dâng những lễ vật ngần ấy, như thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta phải dâng lễ vật đó ngoài của lễ thiêu hằng hiến và lễ quán cặp theo. Ngày thứ 7, các ngươi sẽ có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Trong kỳ lễ của các tuần, nhằm ngày hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ chay mới, thì phải có sự hội hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi sẽ dùng hai con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm, đặng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về mỗi con bò đực, 2/10 epha về con chiên đực, 1/10 epha về mỗi con chiên con. Cũng phải dâng một con dê đực để làm lễ chuộc tội cho mình.
ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay cặp theo, các ngươi cũng phải dâng mấy lễ vật đó, không tỳ vít, và thêm những lễ quán cặp theo. Chương 29. Ngày mùng 1 tháng 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Về phần các ngươi, ấy sẽ là một ngày người ta thổi kèn vậy. Các ngươi phải dùng một con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về con bò đực, 2/10 epha về con chiên đực, 1/10 epha về mỗi con chiên con, và dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng những lễ vật này ngoài của lễ thiêu đầu tháng và của lễ chay cặp theo, của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo, tùy theo những lệ đã định về mấy của lễ đó, mà làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Ngày mùng 10 tháng 7 này, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, phải ép linh hồn mình, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Các ngươi phải dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về con bò đực, 2/10 epha về con chiên đực, 1/10 epha về mỗi con chiên con. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ chuộc tội mà người ta dâng trong ngày chuộc tội, của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ngày rằm tháng 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Chớ nên làm một công việc xác thịt nào, nhưng các ngươi phải giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Các ngươi phải dùng 13 con bò đực tơ, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực giáp năm, không tỳ vít, dâng làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay cặp theo sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về mỗi con bò đực, 2/10 epha về mỗi con chiên đực và 1/10 epha về mỗi con chiên con. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo. Ngày thứ hai, các ngươi phải dâng 12 con bò đực tơ, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực tơ, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng lễ quán cặp theo. Ngày thứ ba, các ngươi phải dâng 11 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ tư, các ngươi phải dâng 10 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ năm, các ngươi phải dâng 9 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ sáu, các ngươi phải dâng 8 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ bảy, các ngươi phải dâng 7 con bò đực, 2 con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Ngày thứ tám, các ngươi phải có sự nhóm hiệp trọng thể,
chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Phải dùng một con bò đực, một con chiên đực và 7 chiên con đực giáp năm không tỳ vít dâng làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với của lễ chay và các lễ quán về những bò đực, chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định. Các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu hằng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo. Đó là những lễ vật mà các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong những ngày lễ trọng thể mình, đặng làm của lễ thiêu, của lễ chay, lễ quán và làm của lễ thù ân, ngoài những của lễ hứa nguyện và những của lễ lạc ý của các ngươi. Chương 30. Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Môi-se cũng nói cùng những quan trưởng của các chi phái Israel rằng: này là điều mà Đức Giê-hô-va đã phán. Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Khi một người nữ trong buổi còn thơ ấu ở nhà cha mình có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va và buộc lấy lòng mình phải giữ một điều chi, nếu người cha đã biết lời hứa nguyện nàng và sự buộc lòng nàng tự chịu lấy mà đối với nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y như lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nhược bằng ngày nào cha nàng biết mà cấm đi, thì nàng sẽ không mắc lời hứa nguyện mình hay là các sự buộc lòng giữ mà nàng đã tự chịu lấy. Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng vì cha nàng cấm nàng vậy. Nếu người nữ ấy đã kết hôn hoặc vì hứa nguyện hoặc vì lời chi lỡ ra khỏi môi mà nàng đã chịu lấy một sự buộc mình, nhược bằng ngày nào chồng nàng hay mà đối cùng nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ những sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nếu ngày nào chồng đã biết cấm nàng đi, hủy lời hứa nguyện mà nàng mắc đó và lời gì lỡ ra khỏi môi, vì cớ đó nàng đã buộc lấy mình, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Lời hứa nguyện của một người đàn bà quá hoặc một người đàn bà bị đẻ, mọi điều chi người đã buộc mình thì phải giữ lấy. Nếu một người đàn bà đã hứa nguyện trong nhà chồng mình hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, và nếu chồng đã hay vẫn làm thinh cùng nàng không cấm, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mà nàng đã tự chịu lấy. Nhưng nhược bằng ngày nào chồng nàng hay biết hủy đi, thì mọi lời đã ra khỏi môi về những sự hứa nguyện và về sự buộc lòng mình sẽ bị hủy đi. Chồng nàng đã hủy các lời đó thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Chồng nàng có thế ưng hay hủy mọi sự hứa nguyện và mọi lời thề mà nàng sẽ buộc mình đặng ép linh hồn mình, nhược bằng chồng vẫn làm thinh cùng nàng ngày nay qua ngày mai, như vậy chồng ưng các sự hứa nguyện của nàng, chồng ưng vì không nói chi ngày mà người đã hay biết. Còn nếu chồng hủy các sự hứa nguyện một ít lâu sau khi đã hay biết, thì chồng sẽ mang sự hình phạt về tội lỗi của vợ mình. Đó là các lệ định mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về một người chồng và vợ mình, một người cha và con gái mình buổi thơ ấu khi còn ở nhà cha. Chương 6. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành. Chớ nên lập lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó. Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, giữ phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau. Nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà xanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ gai gốc thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt.
Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đứng trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời không phải là không công bình, mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ, và hiện nay đương còn hầu việc nữa. Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. Ấy, Abraham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy rồi mới được điều đã hứa. Người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề. Phàm có cãi lẫy điều gì thì lấy lời thề mà định. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó. Và về hai điều ấy, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchisedec. Chương 7. Vả, Melchisedec đó là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Abraham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về. Abraham đã lấy 1/10 về mọi của cải mình mà dâng cho vua. Theo nghĩa đen tên vua ấy, trước hết là vua sự công bình, lại là vua của Salem nữa, nghĩa là vua bình an. Người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời. Như vậy là giống con Đức Chúa Trời. Melchisedec này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Hãy nghĩ xem, chính tiên tổ là Abraham đã lấy 1/10 trong những vật rất tốt của mình chiếm được mà dâng cho vua, thì vua tôn trọng là dường nào. Những con cháu họ Lê-vi chịu chức tế lễ theo luật có phép thâu lấy 1/10 của dân, nghĩa là của anh em mình, vì chính họ cũng từ Abraham mà ra. Nhưng vua vốn không phải đồng họ, cũng lấy 1/10 của Abraham và chúc phước cho kẻ được lời hứa. Vả, người bậc cao chúc phước cho kẻ bậc thấp, ấy là điều không cãi được. Lại đằng này, những kẻ thâu lấy 1/10 đều là người hay chết, còn đằng kia, ấy là kẻ mà có lời làm chứng cho là người đang sống. Lại có thể nói rằng Lê-vi là kẻ thâu lấy 1/10 đó, chính mình người cũng bởi Abraham mà đóng 1/10. Vì lúc Melchisedec đi đón tiên tổ thì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ. Nếu có thể được sự trọn vẹn bởi chức tế lễ của người Lê-vi, vì luật pháp ban cho dân đang khi còn dưới quyền chức tế lễ, thì cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác lập theo ban Melchisedec, không theo ban A-rôn? Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. Và đấng mà những lời đó chỉ về thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó chưa từng có ai dự việc nơi bàn thờ. Vì thật rõ ràng Chúa chúng ta ra từ Giu-đa, về chi phái ấy Mô-sê không nói điều chi về chức tế lễ. Mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên giống như Melchisedec, lập lên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư hay hết. Vả, này là lời làm chứng cho Ngài rằng: con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchisedec. Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi, bởi chưng luật pháp không làm trọn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp. Và bởi sự trông cậy đó, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Vả lại, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra. Những thầy tế lễ khác không bởi lời thề mà được lập lên, nhưng Ngài đã được lập lên bằng lời thề, bởi đấng đã phán cùng Ngài rằng:
Chúa đã thề rồi, và không hối lời thề ấy đâu. Con làm thầy tế lễ đến đời đời. Vì thế, Đức Chúa Giêsu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cả trước. Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng. Thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời thề có sau luật pháp thì lập con là đấng đã nên trọn lành đời đời. Chương 8. Đại ý điều chúng ta mới nói đó là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên hữu ngai của đấng tôn nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật bởi Chúa dựng lên, không phải bởi một người nào. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập lên là để dâng lễ vật và hy sinh. Vậy thì đấng này cũng cần phải dâng vật gì? Nếu Ngài còn ở thế gian thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở thế gian có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy và giữ sự thờ phượng. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi. Cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: "Hãy cẩn thận làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi." Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. Vì nếu ước thứ nhất không thiếu gì thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. Và trong những lời này thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán: "Kìa, nhật kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Israel và nhà Giu-đa lập một ước mới, không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ai Cập. Vì họ không bền giữ lời ước ta, nên ta không đoái xem họ." Ấy là lời Chúa phán. Chúa lại phán: "Này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng: Hãy nhìn biết Chúa. Vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn, đều sẽ biết ta. Nhưng ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi họ nữa." Gọi ước đó là mới thì đã xưng ước trước là cũ, và điều chi đã cũ đã già thì gần tiêu mất đi. Thi Thiên 36. Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng: Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó, vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt, nó đã thôi ở khôn ngoan và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến tận các mây. Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời, sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật. Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao, con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện, Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa, chúng tôi thấy sự sáng. Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa, và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng. Xin chớ để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp tôi,
cũng đừng cho tay kẻ ác xô đuổi tôi xa. Tại nơi ấy kẻ làm ác sa ngã, chúng nó bị xô nhào, không thể trỗi dậy được. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.